Phật giáo chúng ta nó có lúc thành nhưng mà có lúc suy. Trong thành nó cũng có suy, mà trong suy nó cũng có thành. Trong thành mà có suy đó, có nghĩa là Phật giáo lên cao nhất đó, thì lúc bây giờ đó, lại có những cái biến tướng mà chúng ta khó lường trước được. Khi Đức Phật còn tại thế, 12 năm đầu là chúng tăng luôn luôn thanh tịnh, sống trong giáo pháp. Nhờ thanh tịnh và sống trong giáo pháp mà được từ vua chúa cho đến thứ dân ai còn kính trọng. Do cái sự kính trọng đó của đàn diệt mà có nhiều người tập tâm xuất gia. Họ không phải cầu giải thoát, nhưng mà họ lại là cầu ăn uống, cầu danh lợi. Cho nên có nhiều cái biến tướng xảy ra ở trong đạo. Từ đó Đức Phật mới chế ra luật để ngăn chặn bớt tất cả những cái hiện tượng tiêu cực đó. Cho nên sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, là chúng tăng luôn y cứ theo luật tạng mà tu hành. Nếu chỗ nào và thời kỳ nào y cứ theo luật tạng mà hành trì thì thời đó coi như Phật giáo hưng thịnh. Thời nào mà quên đi cái vấn đề hành trì theo luật tạng thì thời đó coi như suy đồi. Những y cứ theo luật tạng không phải là chấp giới và chấp luật, mà chúng ta luôn luôn là phải sáng suốt, phải tỉnh táo để nhìn thấy những việc đáng làm và những việc không đáng làm. Cho nên giới luật đều y theo giới sanh định và định sanh tuệ. Một thầy tỳ kheo là phải sống trong định và có trí tuệ thì mới thấy được những cái điều quan trọng xảy ra trên cuộc đời này, chúng ta mới tránh khỏi những cái lỗi lầm mà đáng tiếc. Do đó mà hãy người nào có giới, có định, có tuệ thì người đó được coi như là một thanh tịnh tỳ kheo. Từ một thanh tịnh tỳ kheo không phải chỉ ở trong tự viện, mà thanh tịnh luôn cả cái khi chúng ta đi ra ngoài, gọi là quá duyên. Khi đi ra ngoài quá duyên thì chúng ta cũng sống như chúng ta ở trong tịnh viện. Ta cũng sống như chúng ta sống trước Đức Phật và Thánh chúng. Cho nên luôn luôn giữ gìn oai nghi và tế hạnh. Nhờ có giữ oai nghi và tế hạnh như vậy thì chúng ta không phạm phải những cái lỗi lầm. Tôi nhớ xưa kia Hòa Thượng Thiện Hòa là tiên luật sư của Hạ Trường Tổ Đình Ứng Quang, thì Ngài có dạy là tất cả quý thầy muốn trở thành một thanh tịnh tỳ kheo thì luôn luôn không nên rời bốn việc mà là thân thọ tâm pháp. Thầy nào mà rời thân thọ tâm pháp thì thầy đó tự biến tướng và trở thành thế tục. Cho nên đây là cái việc vô cùng quan trọng. Thân thọ tâm pháp tức là chúng ta luôn luôn quán thân, thấy thân mình và thấy thân người. Cho nên lúc nào trong lòng chúng ta cũng nghĩ thân chúng ta, thân của mọi người. Đó là cái túi da đựng đồ ô uế, do đó mà chúng ta không bao giờ chấp thân và cũng không bao giờ bị cái sự cám dỗ về sắc dục ở bên ngoài. Vì Phật học đường Nam Việt lúc đó là tỳ kheo trẻ, cho nên Hòa Thượng đặt cái vấn đề này lên hàng đầu. Nhờ quán thân bất tịnh như thế mà hãy thầy nào thực tập được thì thầy đó có thể vượt qua được cửa ải này. Thọ là khổ,
Thọ là khổ, lạc thọ cũng khổ, mà khổ thọ cũng khổ. Cho nên ta nương vào xả thọ. Mọi việc xảy ra trên cuộc đời này, ta không bận tâm, ta không nghĩ tới nó. Cái gì có thì ta thấy, mà cao nhất là thấy bằng trực giác. Thấy bằng trực giác có nghĩa là không thấy bằng kinh nghiệm, không thấy theo sách vở, mà thấy bằng trực giác có nghĩa là nó như thế nào thì ta thấy như thế đó. Người thấy theo sách vở, thấy theo kinh nghiệm thì cứ lấy cái kinh nghiệm quá khứ y theo sách vở thì như vậy chúng ta dễ chấp hành. Cho nên lúc bây giờ thấy bằng trực giác, tại thầy tỳ kheo có định rồi, cho nên thấy bằng trực giác. Thì sự vật như thế nào thì ta thấy như thế đó. Sự vật qua rồi thì chúng ta không thấy nữa. Sự vật mới tới thì chúng ta thấy. Sự vật chưa tới thì ta không thấy. Có nghĩa là thấy tất cả những cái việc đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Từ chỗ đó mà chúng ta có một cách ứng xử thích hợp nhất để tồn tại và phát triển. Cho nên quan trọng nhất là tại tỳ kheo phải có định, có tuệ. Tại có định tức là mới có trực giác được, mới nhìn thấy như thế. Còn một thầy tỳ kheo chưa vào định được, mặc dù học nhiều kinh điển, nhưng mà chấp vào đó thì chúng ta lại kẹt vào trong cái kinh nghiệm. Sự vật đã qua rồi nhưng mà chúng ta vẫn giữ nó ở trong lòng chúng ta, cho nên lúc nào chúng ta cũng bị nặng. Vì vậy cái gì qua rồi thì coi như là cho qua, cái gì chưa tới thì chúng ta để đó, và chúng ta phải giải quyết ngay cái việc trong hiện tại này. Mà trong hiện tại này chúng ta giải quyết được tốt, chúng ta thấy đúng, thì trong tương lai chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Cho nên tôi quan sát thấy tất cả các thầy tỳ kheo luôn sống ở hiện tại và giải quyết mọi việc tốt, thì cuộc đời của họ từng bước đi lên hiền và thánh. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, ai cũng khởi đầu bằng con người mà ta gọi là phàm tăng. Là phàm tăng. Mà hết phàm tăng thì chúng ta có nghiệp, cho nên gọi nó là nghiệp tăng. Mà nghiệp thì dễ sanh ra phiền não. Ai sanh ra phiền não thì ta gọi nó là phiền não tăng. Vì vậy mà một thầy tỳ kheo quan trọng nhất là làm sao chặn đứng được phiền não, đừng cho phiền não phát sinh. Cho nên chúng ta không phải là phiền não tăng. Mà nếu chúng ta đã thanh tịnh rồi thì bên ngoài họ có nói gì, họ có chỉ trích gì đi nữa thì tâm chúng ta vẫn thanh tịnh, không phát động. Còn nếu ai thầy nào đó mà khi lúc nghe ngoài xã hội họ phê phán, cái khi mình có thì mình bực tức đỡ đần. Nhưng mà khi mình không có mà người ta nói oan ức cho mình ấy, thì mình lại càng bực tức thêm. Mà nếu bực tức thêm đó, thì như vậy chúng ta biến từ một thanh tịnh tăng trở thành một phiền não tăng và ma tăng. Đây là cái điều rất nguy hiểm mà người học đạo phải luôn luôn cắt cốt ghi tâm. Trên bước đường tu chúng ta đừng để cho phiền não phát sinh. Hòa thượng thì hòa dạy tôi đó, không cho phiền não phát sinh. Nhưng mà phiền não có phát sinh thì ta đoạn ngay ở trong lòng chúng ta, gọi là tâm phiền não, tham sân si nằm ở trong lòng ta. Chứ đừng để cho nó hiện ra cái tướng phiền não của người. Ta nói tướng phiền não bên ngoài có nghĩa là người ta có thể thấy được hiện ra tướng phiền não. Phiền não là gì? Tham sân si. Cho nên lúc bây giờ nữa, mình thấy một vật quý, mình khởi tâm tham. Khởi tâm tham thì lúc bây giờ đó, nếu ta chặn đứng từ ở trong tâm, không tham, thì coi như việc này không xảy ra. Nhưng mà lòng tham khởi lên rồi đó, thì nó hiện ra cái ánh mắt của chúng ta. Nhìn thấy vật đó, chúng ta lại ưa thích. Chúng ta ưa thích, thì từ cái ưa thích này nó khởi ra hành động. Cho nên lúc bây giờ đó,
từ cái tham ở trong lòng mà khởi ra cái hành động trên ánh mắt của chúng ta. Cho nên mọi người nhìn thấy cái cử chỉ, họ biết cái người này còn kẹt vào tham. Tham này chủ yếu đó là tham ngũ dục. Đoạn được cái tham ngũ dục thì chúng ta có thể tham dự được vào trong dòng tháp trí tuệ của Đức Phật. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo đó cần phải giữ gìn cái điều này. Cho nên giữ gìn như vậy đó, không phải khi nào chúng ta lên thiền sàn mới gọi nó là ngồi thiền. Mà Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi một bài kệ tôi thấy rất là hay, và tôi luôn luôn áp dụng nó. Đó là hành trụ tọa hòa nghiệp tham thiền. Tức là đi, đứng, nằm, ngồi đều ở trong thiền. Thiền có nghĩa là tâm thanh tịnh, không khởi tâm phiền não. Chứ không phải chờ ngồi mới thiền. Thần thông tự tại, thể an nhiên. Nếu mà cái người sống được như vậy đó, thì họ lúc nào cũng tự tại, cũng an nhiên. Cho nên có một vị thiền sư mà hành thiền